Chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em quan sát, đây là hình ảnh gì? Đây là tờ quảng cáo của rạp xiếc mới 2013 đó các em. Trên tờ quảng cáo giới thiệu hình ảnh các tiết mục xiếc mới. Hôm nay, các em sẽ tìm hiểu thêm về nội dung và cách trình bày của một tờ quảng cáo. Bây giờ, chúng ta sẽ học tập đọc bài Chương trình xiếc đặc sắc. Các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 46 và lắng nghe cô đọc. Chương trình xiếc đặc sắc. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, rạp xiếc Chú Ngựa Vằn, nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu. Xiếc thú, vui nhộn, dí dỏm. Ảo thuật, biến hóa bất ngờ, thú vị. Xiếc nhào lộn, khéo léo, dẻo dai. Rạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi. Giảm giá vé 50% cho thiếu nhi, giảm 10% cho các đoàn đi tập thể. Mở màn, hàng ngày 19 giờ, chủ nhật và ngày lễ 8 giờ, 15 giờ, 19 giờ. Liên hệ tại rạp theo điện thoại 5180 360. Rất hân hạnh được phục vụ các em nhỏ và quý khách. Theo em, tờ quảng cáo này có mấy phần? Em hãy lấy bút chì đánh dấu các phần trong bài. Phần 1 gồm 4 dòng đầu. 3 dòng tiếp theo là phần 2. Phần 3 là 4 dòng kế tiếp. Phần 4 là đoạn cuối của bài. Bây giờ, các em hãy đọc từng câu và tìm từ khó đọc. Các em đọc phần 1. Trong phần 1, các em chú ý từ chương trình. Khi đọc, đọc đúng âm R trong tiếng trình. Các em nghe cô đọc. Chương trình. Chương trình. Hãy đọc lại. Em đọc lại câu có từ này. Cũng trong phần 1, các em lưu ý cách viết số 1 gạch ngang 6, đọc là 1 tháng 6. Các em nghe cô đọc. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Các em đọc lại. Hãy đọc phần tiếp theo. Phần này, các em lưu ý từ ảo thuật. Khi đọc, đọc đúng vần út trong tiếng thuật. Các em nghe cô đọc. Ảo thuật. Ảo thuật. Hãy đọc lại. Hãy đọc lại câu có từ ảo thuật. Em đọc tiếp phần 3. Ở câu đầu tiên, các em chú ý từ thoải mái. Khi đọc, đọc đúng vần oai trong tiếng thoải. Lắng nghe cô đọc. Thoải mái. Thoải mái. Các em hãy đọc lại. Em đọc lại câu có từ này. Hai câu tiếp theo, các em chú ý cách đọc số 50 và ký hiệu phần trăm sẽ đọc là 50%. Lắng nghe cô đọc. Giảm giá vé 50% cho thiếu nhi. Giảm 10%
cho các đoàn đi tập thể. Các em đọc lại. Em hãy đọc phần còn lại của bài. Trong phần này, các em chú ý từ mở màn. Khi đọc, đọc đúng vần an trong tiếng màn. Lắng nghe cô đọc. Mở màn, mở màn. Các em đọc lại. Và ở phần cuối này, các em chú ý cách đọc số điện thoại. Để đọc rõ ràng, các em có thể lần lượt đọc 4 số, rồi 3 số. Các em nghe cô đọc. 5180, 360. Các em đọc lại. 5180, 360. Cô mời các em đọc lại bài một lần nữa. Trong bài, các câu văn đã được viết rõ ràng. Các em chú ý ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu phẩy và dấu chấm. Cô mời các em đọc. Để giúp các em hiểu rõ hơn nội dung bài, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nghĩa của một số từ nhé. Ở phần 1, có từ tiết mục. Em hiểu tiết mục là gì? Tiết mục là từng phần nhỏ của chương trình biểu diễn. Đây là hình ảnh tiết mục ca nhạc của liên hoan xiếc đó các em. Trong phần 3 của bài, có từ tu bổ. Tu bổ có nghĩa là gì? Tu bổ có nghĩa là sửa lại và làm thêm cái mới cho tốt hơn, đẹp hơn. Em hãy thử đặt câu có từ tu bổ. Đây là câu gợi ý. Sân trường em vừa được tu bổ nên rất rộng rãi. Các em hãy đặt thêm nhiều câu khác nhé. Ở phần cuối có từ mở màn. Mở màn là gì? Mở màn là bắt đầu buổi biểu diễn nghệ thuật. Và còn có từ hân hạnh. Em hiểu hân hạnh có nghĩa là gì? Hân hạnh là lấy làm may mắn và vui mừng. Để hiểu rõ nghĩa hơn, em đặt câu với từ hân hạnh. Đây là câu gợi ý. Chúng em rất hân hạnh được làm quen với các bạn học sinh đến tham quan trường. Em hãy đọc lại các từ này một lần nữa nhé. Sau khi đã luyện đọc, chúng ta đến phần tìm hiểu nội dung bài. Trước khi trả lời các câu hỏi, các em chú ý đọc lại bài để có câu trả lời chính xác. Bây giờ, hãy đọc lại bài và trả lời câu hỏi. Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì? Đây là gợi ý câu trả lời. Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để lôi cuốn mọi người đến xem xiếc. Đó cũng chính là mục đích của quảng cáo đó các em. Vậy, để thu hút được sự chú ý của mọi người thì tờ quảng cáo cần phải có nội dung và hình thức trình bày như thế nào? Chúng ta cùng đến với các câu hỏi tiếp theo. Các em hãy đọc lại bài. Theo em, bài này có mấy nội dung?
Bài này có 4 nội dung thể hiện rõ ở 4 phần trong bài đó các em. Phần 1 cũng là nội dung 1, giới thiệu tên chương trình và tên rạp xiếc. Phần 2 là nội dung 2, giới thiệu tên tiết mục mới. Nội dung 3, giới thiệu những tiện nghi và mức giá. Phần cuối cùng là nội dung 4, thông báo về thời gian và cách liên hệ. Vậy thì em thích những nội dung nào trong quảng cáo? Vì sao? Các em xem phần gợi ý. Có thể các em thích phần quảng cáo tiết mục mới vì phần này cho biết chương trình biểu diễn xiếc rất đặc biệt, nhiều tiết mục lần đầu ra mắt. Hoặc các em có thể thích phần thông báo giờ mở màn vì giúp em biết được rạp xiếc mở tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Đó là thời gian các em được nghỉ học. Hoặc có bạn lại thích phần quảng cáo rạp xiếc mới được tu bổ và giảm giá vé. Như vậy, đến rạp sẽ rất thoải mái, có nhiều học sinh đi được vì mức giá thấp. Hoặc là có bạn lại thích lời mời lịch sự của rạp xiếc trong nội dung 4. Vậy, ngoài nội dung hấp dẫn, thì cách trình bày của tờ quảng cáo có gì đặc biệt? Các em đọc thầm bài và trả lời câu hỏi số 3. Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt về lời văn hay cách trang trí? Đây là câu trả lời gợi ý. Về lời văn, tờ quảng cáo đã thông báo được rõ ràng những thông tin cần thiết nhất. Về câu văn, các câu văn đều ngắn gọn, được tách thành từng dòng riêng. Còn cách trang trí, những từ quan trọng được in đậm, trình bày bằng nhiều cỡ chữ, kiểu chữ và được tô các màu khác nhau. Có trang minh họa làm cho tờ quảng cáo thêm đẹp và hấp dẫn. Như vậy, hàng ngày chúng ta được thấy rất nhiều biển quảng cáo đúng không nào? Các em hãy cho cô biết, em thường thấy các quảng cáo ở những đâu? Đây là gợi ý câu trả lời. Quảng cáo thường được dăng hoặc treo trên đường phố, trên sân vận động, trong các khu vui chơi, hoặc còn được phát trên TV, đài phát thanh, trên báo, tạp chí, cửa hàng, công ty và ở trên nóc các tòa nhà lớn. Cô sẽ giới thiệu với các em một số hình ảnh quảng cáo chúng mình thường thấy nhé. Đây là hình ảnh quảng cáo về thực phẩm sạch, rau hữu cơ trong cửa hàng. Đây là hình ảnh quảng cáo sữa trên đường phố. Đây là hình ảnh quảng cáo của xà bông Lifebuoy hướng dẫn quy trình 6 bước rửa tay để phòng chống virus corona. Như vậy, trong mùa dịch Covid-19 này, chúng mình phải thường xuyên rửa tay theo 6 bước và đặc biệt cần phải hạn chế tụ tập nơi đông người nhé các em. Còn đây là hình ảnh quảng cáo điện thoại di động trên TV. Em thấy đó, các quảng cáo đem lại cho chúng ta rất nhiều thông tin cần thiết. Nếu được dăng hoặc treo đúng nơi quy định, sẽ phát huy được hết tác dụng và hiệu ứng của các tờ quảng cáo. Ngược lại, nếu sử dụng không đúng quy định như dán hay vẽ trên tường, cột điện, sẽ làm xấu đường phố và mất mỹ quan đô thị. Sau khi đã trả lời các câu hỏi, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung chính của bài. Vậy, nội dung bài học ngày hôm nay là gì? Các em xem phần gợi ý. Bài học ngày hôm nay giúp ta hiểu được nội dung, cách trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo. Các em đã tìm hiểu nội dung bài học. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc lại để đọc được hay và diễn cảm hơn. Phần chúng ta sẽ luyện đọc là phần 2. Khi đọc, các em chú ý ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy.
và nhấn giọng ở một số từ để người nghe hiểu thêm về nội dung bài đọc nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu. Xiết thú, vui nhộn, dí dỏm. Ảo thuật biến hóa, bất ngờ, thú vị. Xiết nhào lộn, khéo léo, dẻo dai. Các em hãy đọc lại. Sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ đọc lại bài tập đọc và tập trả lời các câu hỏi. Xem trước bài tập đọc Đối đáp với vua, sách tiếng Việt lớp 3, tập 2, trang 49. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chào các em, cô chúc các em học thật tốt. Hẹn gặp lại các em nhé!